Chiều 12 tháng 4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn một phút ghi lại cảnh một người phụ nữ bị 5 người đàn ông vây đánh hội đồng vì người này nhắc nhở đậu xe chán lối đi. Hậu quả vụ việc đã khiến cho nạn nhân bị thương ở vùng đầu. Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cho dư luận không ngừng xôn xao. Đáng chú ý, ở clip này, trong số 5 người đàn ông kia có một người được cho là cán bộ công an tỉnh Bình Dương. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 11 tháng 4 tại đường An Thành 14, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân bị đánh là chị NT, tên được viết tắt. Theo chị T, vợ chồng chị đi từ hướng quốc lộ 13 và đường An Thành 14 để vào nhà mẹ ruột. Khi vào giữa con hẻm thì có hai chiếc xe hơi đậu trắng 2 phần 3 đường. Chị T nhắc nhở chủ các phương tiện đậu xe gọn vào, sau đó các bên cửa cãi. Nhóm đàn ông đã lao vào đánh chị T. Trong đó, người tự xưng là công an dùng tay đấm chỏ vào lưng, đầu và bụng người phụ nữ trước sự chứng kiến của nhiều người sau khi bị hành hung người phụ nữ bị thương vùng đầu và đau nhiều chỗ cơ thể đã đến cơ quan công an để trình báo hiện phòng cảnh sát quản lý trực tự xã hội công an tỉnh bình dương đã yêu cầu cán bộ công an liên quan làm tương trình về vụ việc các đơn vị liên quan cũng đang làm rõ vụ việc mất trực tự tại phường an thạnh công an phường an thạnh đã hướng dẫn người phụ nữ đi giám định thương tích